Thì Dũng có đất hôm nay sẽ đưa lên cho anh em xem một con mồi lỡ. Tuy năm mồi lỡ nhưng mà con chim này nó đã thuần rồi, vì cái đội đi chơi nó để truy trọi rồi, tuy bắt còn chưa được nhiều nhưng mà nó đã thuần rồi nha anh em. Là nghe chim cái nước nó nghe chim mà gáy gần gần á, thúc vô liền. Thì con này nói chung là cái đi chơi thì nó quá là tốt rồi, nó rút chim giảm dục đầy đủ nha anh em. Thì cái sơ lòng rù thì mình cũng không quan trọng đâu, bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem nè. Nó rất là đẹp, mắt nó là gần như be trong rồi nha anh em. Con này rất là siêng, cực kỳ, nó là đồng cắn khổ mọc gục, chim là đều mặt tới bồ cơm tới vàng huy và ba rết thì anh em không cần phải suy nghĩ nữa, sáng láng. Thì nó là đi chơi thì từ sáng tới chiều luôn, nói chung là giờ anh em chủ yếu tìm chim nữa cho không có chạm lòng để cho nó bắt thôi, chứ con mà đi chơi thì không có chim một dậy, nó chơi suốt thôi. Chim vừa mà gần gần nó là nó sẽ thúc gù hai ba hơi rồi bắt đầu que dặm, thúc dặm, nó làm rất là ấm nha anh em. Nói chung cái tiếng của nó làm con chim ngồi rất là mơ, nói chung mà gọi là từ xét á, nó làm mà cái nốt nó nghe rất là xuống, kèm giác là anh em kèm chơi thì anh em chỉ kèm giác anh em sẽ biết có dặm, có thúc gu và bắt chim khôn cứng gu. Thì nói chung là khi mà chưa anh em vừa chạy á, ship lòng lại anh em ăn cơm chơi là làm gì giữa anh em bạn bè mình á, thì nó trong lòng nó cũng làm suốt thôi, thích thì nó gù hai ba trang, thích thì nó gù hai ba trang, rồi bắt đầu thúc dặm rồi giống, thúc dặm rồi giống, nói chung là làm rất là hay nha anh em. Thì anh em nào chỉ cần một con đỡ vừa đi chơi giải trí cuối tuần thì anh em cứ tin tưởng alo mình sẽ đỡ cho anh em vừa chơi. Đầu cái đeo mặt con chim là đóng rất là đẹp nha anh em, lì mắt nhỏ sâu, dân cường thì tắm lỡ chưa được, nói chung là nó cũng đóng rất là kín chặt và nên cầm đen dây. Mình cho anh em xem tổng hợp cái khu nè, thì mình cũng định sơ lòng gù cho quay cho anh em xem, nhưng mà lúc nó nãy nó tự gù á, chung là nghe cù gáy xe xe là nó gù liền, thì cho anh em nghe cái âm giọng vậy được rồi. Chim giống nó hay dứt khoát màu gục, còn dàn lưng nó thì đóng kín hai cánh ôm chặt, chung thì quá tuyệt vời rồi nha anh em. Chung thì hai bên nhân đều khô móc mình tròn dài rồi, mình cũng nói sơ về nó và cũng cho anh em nghe được cái âm của nó để anh em biết, rồi cái nước chơi nó mình cũng cỡ rồi đó. Thì anh em nào cứ thích thì alo mình sẽ nói kỹ hơn qua bên điện thoại cho anh em thêm. Rồi chào anh em nha.